Phương Thí xin kính chào quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời sự nóng, cập nhật liên tục trên kênh Tin Mới. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý nào, mời quý vị cùng lắng nghe. Các bạn thân mến, như các bạn đã biết, Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng, núi liền núi, sông liền sông. Lịch sử Việt Nam và Trung Quốc đã xảy ra rất nhiều cuộc giao tranh đẫm máu. Chúng ta đã phải trải qua rất nhiều cuộc chiến chống lại âm mưu thôn tính của gã khổng lồ phương Bắc này. Ngày nay, mặc dù quan hệ giữa hai quốc gia đang tạm thời lắng xuống sau một thời gian dài có những tranh chấp gay gắt, chủ đề về việc tấn công Việt Nam vẫn được các diễn đàn mạng tại Trung Quốc khai thác. Đặc biệt, hiện nay hai nước đang đấu tranh về vấn đề chủ quyền biển đảo. Và trong quá trình tranh luận đó thì một số dân mạng Trung Quốc đã thay đổi cách tấn công của Trung Quốc đối với Việt Nam. Họ muốn tấn công nước ta thông qua Biển Đông thay vì nhận phải những thất bại ê chề tại đất liền trong quá khứ. Đây là một cách tấn công khá mới mẻ và cũng rất nguy hiểm đối với Việt Nam chúng ta. Vậy thì chú ý của họ là như thế nào? Và những hành động ứng phó của chúng ta với họ ra sao? Hãy cùng tên kênh tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, Việt Nam chúng ta được trải dài theo chiều dọc từ Bắc vào Nam và được Biển Đông bao bọc ở toàn bộ phía Đông và phía Nam. Theo ý kiến của những cư dân mạng Trung Quốc trong bài viết đó, trong hàng ngàn năm qua, quốc gia này đã cố gắng xâm chiếm nước ta nhưng không thành công. Với địa hình đồi núi dày đặc ở phía Bắc, các đội quân của họ không thể dàn quân thành hàng ngang để tiến lên như tại các vùng đồng bằng hay là lãnh nguyên, mà phải đi theo những con đường độc đạo xuyên qua các dãy núi. Những con đường như thế để Trung Quốc tiến vào Việt Nam là rất ít, lại cực kỳ nguy hiểm. Đây cũng là lý do tại sao trong quá khứ, người Việt Nam chúng ta luôn có thể dự đoán được đường hành quân của các đội quân xâm lược từ phương Bắc và có thể nhanh chóng chuẩn bị phòng ngự một cách hiệu quả. Cùng với đó, vì phải vượt qua những địa hình phức tạp, cũng khiến việc triển khai các phương tiện chiến tranh hiện đại của họ gặp nhiều khó khăn. Điển hình như đại chiến tranh biên giới năm 1979, phương tiện chiến tranh được họ sử dụng là pháo, do tầm bắn xa và rất áp chế, còn xe tăng lại không có nhiều hiệu quả lắm trong vùng đồi núi. Tuy nhiên, hiện nay như mình đã nêu, nhiều người Trung Quốc đang muốn thay đổi cách tiếp cận đối với nước ta. Họ nghĩ rằng thay vì áp đảo trên đất liền, quốc gia của họ nên có phương án tấn công Việt Nam từ phía biển. Những người này cho rằng, với địa hình dài và hẹp của mình, Việt Nam chúng ta sẽ bị chia cắt khi bị tấn công từ phía biển. Từ sự chia cắt đó, đất nước ta sẽ không kịp tiếp ứng được với nhau, và sau đó họ có thể nhanh chóng đưa quân vào để phát triển quân về hai phía đất nước, hoàn thành việc xâm lược nước ta. Bỏ qua những nhận định trên của người Trung Quốc, mình nghĩ rằng nhiều bạn sẽ cảm thấy khá thông cảm cho những tấm chiếu mới này. Mình nghĩ là những nhận định này, phần lớn họ dựa vào những gì mà Liên quân Pháp và Tây Ban Nha đã làm khi mà xâm lược Việt Nam vào cuối những năm thế kỷ 19. Tuy nhiên, hiện nay cách tiếp cận này có còn hiệu quả hay không? Và họ sẽ phải đối mặt với những điều gì tại Việt Nam chúng ta nếu như lựa chọn con đường này nhỉ? Đầu tiên hiện nay, với sự đầu tư mạnh tay, trong thời gian vừa qua lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc cả về lượng và chất, tuy rằng chưa phải quá mạnh, nhưng các lực lượng phòng ngự bờ biển nước ta, tương quan lực lượng giữa ta và các nước khác cũng không quá chênh lệch như thế kỷ cuối thế kỷ 19 khi Pháp tiến hành xâm lược nước ta nữa. Chỉ trong vòng vài năm gần đây, chúng ta đã liên tục đóng mới tàu chiến cho hải quân, cũng như các tàu tuần tra cho lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư. Hiện nay lực lượng kiểm ngư Việt Nam là một trong những lực lượng tuần tra mạnh tại Biển Đông. Tầm hoạt động của các tàu cảnh sát biển của chúng ta thậm chí còn vươn tới khu vực đường lãnh hải, còn nếu mạnh miệng có thể nói là vượt ra ngoài đường phân định đó. Điển hình cho sự lớn mạnh này chính là khả năng bảo vệ công dân Việt Nam đã được tăng cao. Nếu như các bạn chịu khó theo dõi những tin tức về tranh chấp trên Biển Đông giữa Việt Nam với các quốc gia khác ngoài Trung Quốc, thì hẳn các bạn cũng sẽ biết anh bạn Indo vừa cắn lén và định ra một loại tiền chuộc. Trong thời gian gian qua, họ liên tục có những động thái hà hiếp ngư dân Việt Nam. Chỉ cần ngư dân Việt Nam hoạt động gần lấn sang đường lãnh hải một chút, hoặc thậm chí là chưa qua khỏi, thì họ cũng sẽ tấn công và bắt giữ các tàu cá này và đòi tiền chuộc. Và nếu như không đòi được, thì họ sẽ phá hủy các tàu này bằng thuốc nổ. Tuy nhiên, như mình đã nói ở trên, lực lượng chấp pháp trên biển đã cho phép Việt Nam có những động thái mạnh tay hơn trong việc thể hiện sự cứng rắn trong việc bảo vệ ngư dân. Chắc hẳn là các bạn vẫn còn nhớ sự việc khi ngư dân Việt Nam đang đánh bắt cá trong khu vực thuộc biển Việt Nam thì bị tàu hải quân của Indo áp chế và bắt về nước. Tuy nhiên, ngay lập tức, các tàu cảnh sát biển của chúng ta đã xuất hiện và thực thi phi vụ giải cứu ngoạn mục các tàu ngư dân này từ trong tay của hải quân nước bạn. Cùng với hải quân, lực lượng phòng ngự bờ biển của nước ta cũng đầu tư mạnh mẽ. Chúng ta có các loại pháo bờ biển cho tới tên lửa bờ biển đủ sức tạo thành lưới lửa bao trùm trong phạm vi vùng lãnh hải. Ngoài ra, một lực lượng cũng được tăng cường đáng kể chính là không quân. Đây chính là thành phần quan trọng trong tác chiến trên biển. Gần đây, không quân cũng là một trong những lực lượng được đầu tư mạnh mẽ để tiến thẳng lên hiện đại. Hàng loạt máy bay Sukhoi thế hệ 4 và 4 cộng đã được mua về để đáp ứng nhu cầu tác chiến biển. Cùng với đó, nếu như Trung Quốc muốn tấn công miền Trung nước ta, thì cũng không hề dễ dàng như họ nghĩ. Tổng bí thư Lê Duẩn đã từng nói,
nếu chiến tranh đến từ phương Bắc, thì các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa sẽ trở thành cơ sở cho toàn bộ đất nước. Các tỉnh này sẽ là căn cứ mạnh nhất, tốt nhất và hiệu quả nhất. Nếu các bạn chưa biết thì Thanh Hóa được dự tính là chốt chặn trong trường hợp miền Bắc bị tấn công. Nếu các lá chắn thép ở miền Bắc bị chọc thủng thì ba tỉnh Thanh, Nghệ, Tĩnh sẽ trở thành thủ đô kháng chiến, là nơi phòng thủ vững chắc, là bàn đạp phản công. Ngược lại, nếu xảy ra biến ở phía Nam, đối phương cũng sẽ phải vượt qua yết hầu này. Nếu như muốn tiến đến Hà Nội, không phải tự nhiên mà khu vực Bắc Trung Bộ lại được bố trí nhiều đơn vị thiện chiến nhất, đóng quân ở các vị trí hiểm trở, có tính chiến lược, không chỉ mang tính phòng thủ, mà còn có thể triển khai tấn công phụ đầu khi có yêu cầu. Trong khi đó, Trung Quốc được biết đến như là một quốc gia có nguồn nhân lực và vật lực hàng đầu thế giới hiện nay. Tuy nhiên, họ lại không thể huy động tất cả lực lượng của mình để đối đầu với nước ta. Như các bạn cũng đã đọc hoặc là nghe qua nhiều, Trung Quốc là một quốc gia khá hiếu chiến. Mặc dù họ mang danh quốc gia trỗi dậy hòa bình, trong số 14 quốc gia giáp biên giới thì Trung Quốc đã có tranh chấp và đối đầu với 13 quốc gia. Cùng với đó, nước này cũng đang nuôi tham vọng vươn lên, vượt qua con nghĩ để nắm giữ vị trí số 1 toàn cầu. Do đó, chắc chắn quốc gia này phải luôn duy trì một lực lượng nhất định với các quốc gia có tranh chấp với mình. Đồng thời, bản thân nội tại của họ cũng tồn tại hàng loạt vấn đề, từ xung đột dân tộc và sự ly khai của các khu vực tự trị. Do đó, họ cũng cần phải duy trì một lực lượng lớn trong chính quốc gia của họ để có thể đảm bảo xử lý được vấn đề phát sinh. Cho nên lực lượng mà họ có thể mang sang để so găng với chúng ta có lẽ cũng sẽ là một dấu chấm hỏi to đùng. Tất cả vẫn còn tùy thuộc vào nước cờ mà Trung Quốc, Việt Nam cũng như các quốc gia lớn thi triển. Tuy rằng Việt Nam chúng ta có diện tích nhỏ hơn Trung Quốc nhiều lần, nhưng chúng ta vẫn luôn là một quốc gia duy trì được sự độc lập về chính sách của mình. Chúng ta không giống như nhiều quốc gia khác tại Đông Á hoặc là Đông Nam Á, chấp nhận chơi với những nước được người khác chỉ định, hay là tham gia vào những công việc mà chúng ta không mong muốn. Việt Nam có thể tự chọn cho mình con đường riêng, nước cờ riêng để đem lại lợi ích tối đa cho dân tộc. Cuối cùng, ví dụ như thực sự Trung Quốc có thôn tính tấn công chúng ta từ biển để chia cắt đất nước Việt Nam, thì chúng ta hiện tại vẫn khó có thể bị chia cắt. Tại sao mình lại nói như vậy? Đơn giản chúng ta vẫn còn có một người anh em thân thiết ở phía Tây, chính là Lào. Như chiến tranh chống Mỹ cứu nước, người Mỹ cũng hiểu được về địa hình nhỏ hẹp của Việt Nam chúng ta. Họ đã giăng ra những cạm bẫy để ngăn chặn người Việt chúng ta có thể thống nhất đất nước. Tuy nhiên, họ lại không thể ngờ rằng, người Việt chúng ta không bao giờ chịu lùi bước, vì đã có mục tiêu kiên định và có cách di chuyển hết sức độc đáo. Thay vì cố gắng đi thẳng từ Bắc vào Nam, chúng ta lại bẻ lá nhẹ sang Lào, rồi sau đó vòng lại miền Nam. Hiện nay, nếu như Trung Quốc nghĩ rằng có thể ngăn chặn chúng ta tại đây, thì Trung Quốc sẽ phải chứng kiến những gì mà người Mỹ đã thấy. Đó là rất khó có thể ngăn cách Bắc Nam theo phương án này. Các bạn khán giả thân mến, dã tâm của người Trung Quốc lúc nào cũng vẫn có, cho dù đó chỉ là một người dân thường. Chẳng phải ngẫu nhiên mà thuật ngữ kim chỉ nam dùng để chỉ cho việc La Bàn là vật luôn chỉ về hướng nước ta. Trong tình hình đó, Việt Nam cần phải cảnh giác với những âm mưu xâm lược hết sức nguy hiểm này, lại vừa phải hết sức bình tĩnh để không dính vào những cái bẫy đã được giăng ra bởi những cái đầu quá khích. Và các bạn khán giả cũng đừng quá lo lắng, vì Đảng và Nhà nước chúng ta luôn sẵn sàng có những đường lối, chính sách đúng đắn để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của dân tộc. Lập trường của Việt Nam với các vấn đề liên quan Biển Đông là nhất quán. Chia sẻ quan điểm về vấn đề Biển Đông, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Việt Nam ủng hộ việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương, phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Hoạt động của các bên ở Biển Đông cần đóng góp vào mục tiêu chung này. Trước đề nghị của phóng viên cho biết phản ứng của Việt Nam khi mới đây, Nhật Bản gửi công hàm phản đối một công hàm của Trung Quốc về Biển Đông, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nhắc lại lập trường của Việt Nam về các vấn đề liên quan đến Biển Đông là nhất quán và đã được thể hiện trong nhiều dịp khác nhau. Các dân tộc, cộng đồng quốc tế có lợi ích chung về việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại Biển Đông. Theo đó, việc tôn trọng trật tự pháp lý trên biển và thực thi đầy đủ thiện chí, trách nhiệm Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 là thiết yếu. Việt Nam yêu cầu các nước liên quan tôn trọng chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, có trách nhiệm thực thi một cách thiện chí luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, không có các hành động gia tăng căng thẳng, tích cực đóng góp vào việc tạo dựng lòng tin, giữ gìn hòa bình ổn định, thúc đẩy trật tự quốc tế trên biển, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở khu vực Biển Đông, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
cơn bão số 5 Doksuri năm nay đã suy yếu thành bão nhiệt đới, đổ bộ vào thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến vào lúc 16 giờ ngày 24 tháng 8. Hồi 17 giờ có tâm ở 26,2 độ Vĩ Bắc, 117,9 độ Kinh Đông, sức gió tối đa 10 cấp, khoảng 28 m trên giây, áp suất không khí trung tâm tối thiểu 988 HPA, dự kiến Doksuri sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 30 km/h. Đến sáng sớm ngày 25 tháng 8 sẽ di chuyển vào phía Đông Giang Tây, cường độ sẽ yếu dần. Dự báo gió mạnh từ 20 giờ tối ngày 24 tháng 8 đến 20 giờ tối ngày 25 tháng 8, khu vực phía Tây Hoàng Hải, khu vực Trung và Tây Biển Hoa Đông, vùng biển gần quần đảo Điếu Ngư, cửa sông Dương Tử, Vịnh Hàng Châu, eo biển Đài Loan và phía Đông Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây, Thượng Hải, Giang Tô, An Huy, Hồ Bắc sẽ có gió cấp 5 đến cấp 7 ở phía Đông, Đông Nam, Sơn Đông và những nơi khác và gió giật cấp 8, cấp 9 và gió giật mạnh cấp 10, cấp 11 ở một số vùng biển. Dự báo lượng mưa từ 20 giờ tối ngày 24 tháng 8 đến 20 giờ tối ngày 25 tháng 8, hầu hết Phúc Kiến, bờ biển phía Đông Quảng Đông, Chiết Giang, Đông Bắc, Giang Tây, An Huy, Tây Bắc và Nam Giang Tô, hầu hết Hà Nam, Đông Nam Sơn Tây, miền Trung và Tây Sơn Đông, Đông Hà Bắc và có mưa to đến rất to ở các vùng phía Nam và Đông Liêu Ninh. Trong đó có mưa to với lượng mưa từ 100 đến 200 mm ở các vùng phía Nam và Hà Bắc, Bắc Hà Nam, Đông Chiết Giang và Đông Bắc Phúc Kiến. Bị ảnh hưởng bởi Doksuri, tình trạng gần đây của Hoàng Nham là mưa, mưa lớn, mưa xối xả. Theo thống kê của Cục Bảo tồn nước quận Hoàng Nham, từ 20 giờ ngày 22 tháng 8 đến 9 giờ sáng ngày 24 tháng 8, lượng mưa ở Hoàng Nham là 217,3 mm, trong đó quận Trường Đàm là 235,9 mm và bên ngoài quận Trường Đàm là 172,8 mm. Thị trấn Thượng Hải là 304,5 mm. Hồ chứa Vạn Xuân ở thị trấn Ngọc Đầu là 277,5 mm, hồ chứa Mai Phong ở thị trấn Thương Trịnh là 268,5 mm, hồ chứa Linh Nguyên ở thị trấn Ninh Tây là 267,5 mm và hồ chứa Tiêu Sơn ở thị trấn Mao Sơn là 264,5 mm. Sáng sớm ngày 24 tháng 5, cơn bão số 6 Kanu cấp bão nhiệt đới năm nay đã hình thành trên vùng biển phía đông Philippines. Hồi 8 giờ sáng ngày 24 tháng 8, Kanu cách thủ đô Manila của Philippines khoảng 1.730 km về phía đông ở vị trí 13,2 độ Vĩ Bắc và 136,9 độ Kinh Đông, sức gió tối đa vùng gần tâm bão cấp 8, khoảng 18 m trên giây, với sức gió tối đa vùng gần tâm là 8, khoảng 18 m trên giây, giật cấp 8, áp suất không khí tối thiểu ở trung tâm là 998 HPA. Dự kiến Kanu sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h, cường độ ít thay đổi và tiến sát bờ biển phía Đông Trung Quốc. Xin, nhà phân tích khí tượng tại kênh khí tượng Trung Quốc cho biết cơn bão này sẽ ảnh hưởng chủ yếu đến miền Đông Trung Quốc, nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào Chiết Giang hoặc Thượng Hải vào đầu tuần tới, sau đó có thể chuyển hướng Bắc và lan sang Giang Tô và Sơn Đông. Giữa Kanu và Doksuri sẽ có một sự tương tác. Nhiếp Cao Trần, một kỹ sư cấp cao tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Biển và Bão của Đài quan sát Khí tượng Trung ương cho biết, hiện tại đánh giá từ khoảng cách và đường đi của hai cơn bão có thể không có sự tương tác giữa bão kép rõ ràng, nhưng gió đông trên phía bắc của Kanu có thể là hoàn lưu áp suất thấp suy yếu ở Doksuri, cung cấp lượng hơi nước dồi dào, rất hữu ích cho việc duy trì hoàn lưu còn sót lại của Doksuri và tăng lượng mưa trên đất liền. Thưa quý vị, kể từ ngày thứ tư tuần trước, miền Bắc Trung Quốc đã hứng chịu mưa lớn và lũ lụt trên diện rộng. Theo báo cáo của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Pháp tại Bắc Kinh hôm nay, kể từ ngày 23 tháng 8, hàng trăm chuyến tàu và máy bay ở Bắc Kinh đã bị hoãn hoặc hủy do mưa lớn. Miền Bắc Trung Quốc hứng chịu mưa lớn trong ngày 23 tháng 8 và ngày 24 tháng 8. Người dân Bắc Kinh đã nhảy từ nắng nóng hổi vào những ngày mưa ngay lập tức, lũ lụt bùng phát ở tỉnh Hà Bắc, bao quanh Bắc Kinh và một số nơi đạt kỷ lục thế kỷ về lượng mưa. Một người đã chết và 34 người mất tích. Mưa lớn và lũ lụt ở Bắc Kinh và các tỉnh phía Bắc tăng cường vào thứ Năm, ít nhất 24 người thiệt mạng và 70 người mất tích trong các trận lũ, phần lớn bị lũ cuốn trôi do mưa lớn. Trung tâm thành phố Bắc Kinh đã hứng chịu trận mưa xối xả vào thứ Ba và thứ Tư với độ sâu nước vượt quá 2 mét ở một số đường phố trũng thấp. Theo thống kê do Cục Nội chính Trung Quốc công bố vào tối thứ Tư, kể từ thứ Hai, Bắc Kinh, Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Tây và Thiểm Tây đã hứng chịu mưa lớn và ít nhất 24 người thiệt mạng. Trong số đó, tỉnh Hà Bắc chịu thảm họa nặng nề nhất với 14 người chết và 72 người mất tích. Các con sông trong tỉnh đều bị ngập lụt và 123.000 cư dân buộc phải di rời do nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất.
7.000 ngôi nhà bị phá hủy, giao thông và cung cấp điện bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tin tức từ Bắc Kinh rằng mưa lớn và lũ lụt ở miền Bắc Trung Quốc trong 2 ngày qua đã khiến hàng trăm chuyến tàu và chuyến bay bị hoãn hoặc hủy. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi toàn Trung Quốc huy động lực lượng để chuẩn bị đối phó với lũ lụt và hứa sẽ trừng phạt các quan chức không ứng phó với tình trạng khẩn cấp. Bắc Kinh ngày 24 tháng 8 đưa tin rằng mưa lớn đã đổ bộ vào miền Bắc Trung Quốc, khiến một số đường phố ở Bắc Kinh thành những dòng sông chảy xiết. Mưa lớn ở Bắc Kinh từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8 hầu như không tạnh. Một số tuyến phố trũng sâu đến hơn 2 mét, giao thông toàn thành phố Bắc Kinh hỗn loạn. Một số ga tàu điện ngầm bị ngập nước và không thể sử dụng được. Một số hình ảnh trên mạng cho thấy một số ô tô ngập trong nước và người lái xe buộc phải bỏ xe. Nước lũ thô bạo làm ngập một số đường phố trên lối băng qua đường. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Trung Quốc hôm thứ Tư, Cục Khí tượng tỉnh Hà Bắc đã ban hành cảnh báo đỏ cao nhất và các con sông chính trong tỉnh đều tràn bờ và ngập lụt. Hơn chục tuyến đê bị nước lũ làm hư hỏng, hai nhà máy thủy điện bị hư hỏng. Chính quyền khu vực đã cảnh báo lũ lụt và lở đất và 68.000 cư dân đã phải di rời. Vào cuối tháng vừa qua và đầu tháng này năm nay, miền Nam và miền Trung Trung Quốc, đặc biệt là thành phố Vũ Hán, một đô thị ở miền Trung Trung Quốc vừa phải hứng chịu những trận mưa lớn và lũ lụt hiếm gặp. Lũ lụt ở sông Dương Tử khiến ít nhất 128 người thiệt mạng. Miền Bắc Trung Quốc nói chung rất khô hạn, nhưng lũ lụt do mưa xối xả theo mùa và mùa hè miền Bắc không phải là hiếm. Trước đó, Bắc Kinh hứng chịu trận mưa xối xả tồi tệ nhất trong 60 năm qua, khiến khoảng 80 người thiệt mạng. Khu vực Diêm Thành thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc hôm thứ Năm đã hứng chịu lốc xoáy và mưa đá bị thiệt hại nặng nề. Tính đến 8 giờ sáng ngày thứ Năm, số người chết trong khu vực thảm họa đã tăng lên 98 và số người bị thương đã vượt quá 800 người. Đồng thời, chính quyền tỉnh Giang Tô đã triển khai thêm lực lượng cứu hỏa, nhân viên y tế và bắt đầu sơ tán nạn nhân. Theo thống kê của Bộ Dân chính Trung Quốc, một số khu vực ở Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã bất ngờ hứng chịu lốc xoáy và mưa đá vào chiều ngày 22 tháng 8. Thời gian hoạt động liên tục bị gián đoạn, bão và thiên tai do bão gây ra đã làm 98 người chết và hơn 800 người bị thương, trong đó có 200 người bị thương nặng. Một người dân ở Phúc Ninh, Diêm Thành nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi gặp phải một cơn lốc xoáy. Chỉ trong 20 phút nó giống như ngày tận thế. Anh kể, đột nhiên trời tối sầm, tưởng sắp mưa nên anh liền trốn vào nhà. Sau đó từ cửa sổ nhìn thấy ngói của ngôi nhà trước mặt bị nhấc lên nên vội trốn vào trong góc. Có một tiếng nổ và ngôi nhà sụp đổ và tôi đã bò ra khỏi khoảng trống. Ngoài ra, một tòa nhà xưởng của một doanh nghiệp tại khu công nghiệp Phúc Ninh đã bị bão đánh sập, hiện chưa rõ thương vong cụ thể. Mặt khác, đối với lốc xoáy và thời tiết khắc nghiệt, người ta cho rằng các quan chức của cơ quan khí tượng địa phương đã không đưa ra cảnh báo kịp thời. Theo báo cáo, hiện tại, lượng mưa dội lại trong vùng thiên tai đã yếu đi đáng kể. Dự kiến sáng ngày 24 tháng 8, nhiều mây, thỉnh thoảng có mưa rào rồi tạnh dần. Từ chiều đến ngày 25 tháng 8, chủ yếu nhiều mây, thời tiết sẽ giúp các hoạt động cứu hộ diễn ra. Chính quyền địa phương đã cử lực lượng cứu hộ vào đêm qua để bắt đầu sơ tán các nạn nhân. Sáng ngày 24 tháng 8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Giang Tô đã gửi lô vật liệu thứ hai đến khu vực thiên tai, trụ sở chính đã gửi 500 lều, 1.000 túi gia đình và 3.000 áo khoác qua đêm từ Thượng Hải gửi đến khu vực thiên tai. Báo cáo cũng chỉ ra rằng miền Nam Trung Quốc đã hứng chịu lượng mưa lớn trong 2 tháng qua do gió mùa. Đây là đợt mưa lớn tồi tệ nhất kể từ năm 1998. Năm nay, 180 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Hồ Bắc, Trung Quốc đã bị ngập lụt do mưa lớn trong nhiều ngày và Vũ Hán đang trong tình trạng khẩn cấp. Hôm nay, Sở Dân Chính Hồ Bắc báo cáo rằng gần 20 người đã thiệt mạng và 10 người mất tích. Tuy nhiên, báo cáo không nêu rõ hoàn cảnh cụ thể và nơi họ bị thiệt mạng. Theo Hồ Bắc Daily, một bức tường ở Vũ Hán đã đổ sập trong trận mưa lớn hôm nay, khiến 8 người qua đường thiệt mạng. Bức tường bị đổ trong mưa bão là hàng rào của một công ty ở quận Giang Hạ, thành phố Vũ Hán, với chiều cao gấp 2-3 lần. Vào thời điểm đó, 8 người qua đường bên ngoài bức tường đã bị chôn vùi ngay lập tức. Khi những người ứng cứu khẩn cấp đến, họ thấy tất cả 8 người đã chết. Theo một tin tức khác từ Hồ Bắc Daily, cộng đồng Tân Tân Giang Nguyên ở quận Giang Hạ của Vũ Hán đã bị ngập lụt ngày 24 tháng 8 và độ sâu của nước là 60cm. Theo dự báo, thời tiết 3 ngày tới ở Hồ Bắc vẫn có mưa to, mưa rất to và mực nước các sông tiếp tục dâng cao. Các nhà chức trách ở Vũ Hán ngày 24 tháng 8 đã nâng mức kiểm soát lũ lụt lên mức cảnh báo cấp 2 màu da cam.
các khu vực mưa bão lớn ở Hồ Bắc bao gồm Vũ Hán, Tiểu Cảm, Kinh Môn, Kinh Châu, Tiên Đảo, Tiền Giang, Tùy Châu và những nơi khác. Theo thống kê tạm thời, 100.000 người đã được di rời khẩn cấp, 7.848 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng. Diện tích cây trồng bị thiệt hại là 425,12.000 ha, trong đó 35,22.000 ha chưa thu hoạch. Và lúc 18 giờ theo giờ Bắc Kinh ngày 23 tháng 8, Đài quan sát khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam đầu tiên trong năm nay và nâng cấp khả năng ứng phó khẩn cấp với mưa bão lớn từ cấp 4 lên cấp 3. Lưu vực sông Hoài Hà sẽ đón nhận lượng mưa lớn nhất kể từ mùa lũ. Theo dự báo, trong 5 ngày tới, khu vực phía đông Tây Nam Trung Quốc, Giang Hán, Nam Hoàng Hoài, Giang Hoài, Tây Giang Nam và khu vực ven sông phía Bắc sẽ có mưa lớn, có nơi mưa to cục bộ. Trong số đó, miền Trung và miền Bắc của Giang Tô và An Huy, lượng mưa tích lũy ở một số khu vực như Đông Nam Hà Nam, Đông Hồ Bắc và Tây Bắc Hồ Nam có thể lên tới 200-400mm. Các khu vực nói trên kèm theo đối lưu thời tiết mạnh như dông ngắn ngày và gió giật mạnh. Cường độ mưa lớn nhất trong giờ phổ biến từ 60-90mm. Từ đêm nay đến rạng sáng ngày mai, vành đai mưa sẽ di chuyển dần về phía đông và bắc. Lượng mưa ở Hồ Bắc, Giang Tô và An Huy sẽ tăng đáng kể. Phía nam Hà Nam sẽ có mưa rào to, lượng mưa từ 100-200mm và có nơi mưa to cục bộ từ 250-280mm. Từ đêm ngày 25 tháng 8 đến 3 ngày tới, vùng mưa lớn chủ yếu duy trì ở các khu vực Giang Hoài, Giang Hán, Quý Châu, Quảng Tây. Do ảnh hưởng tích lũy của lượng mưa, nguy cơ xảy ra lũ sông vừa và nhỏ, sạt lở núi, sạt lở đất và các thiên tai khác ở các khu vực trên sẽ gia tăng rất nhiều. Đề nghị người dân nâng cao ý thức phòng tránh, đặc biệt người dân ở vùng núi, vùng thường xuyên xảy ra thiên tai nên di dời sớm đến các khu vực an toàn. Các chuyên gia khí tượng chỉ ra rằng quá trình mưa lớn này có thể trở thành quá trình mưa lớn nhất kể từ khi lưu vực sông Hoài Hà bước vào mùa lũ năm nay và áp lực kiểm soát lũ sẽ gia tăng hơn nữa. Làng Pianpo, thị trấn Lệ Hoa, huyện Đại Phong, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã gặp phải trận lở đất vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 8. Được biết, ít nhất 10 người thiệt mạng và 12 người mất tích. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người mất tích. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, một vụ lở đất xảy ra ở làng Pianpo, huyện Đại Phong, tỉnh Quý Châu vào sáng sớm ngày 24 tháng 8 do lượng mưa lớn liên tục nhiều ngày qua. Dẫn thông tin từ microblog của chính quyền địa phương cho biết, 29 người thuộc 10 gia đình đã bị chôn vùi trong trận lở đất. Ít nhất 10 người được biết đã thiệt mạng và 12 người mất tích. Sau khi 17 cư dân được khai quật, 10 người trong số họ đã chết và 7 người được đưa đến bệnh viện, nguồn tin cho biết. Các nhà chức trách cho biết 800 binh sĩ và những người phản ứng đầu tiên đã được gửi đến khu vực thảm họa để cứu hộ và công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra. Lũ lụt thường xuyên xảy ra ở miền Nam Trung Quốc vào mùa hè, nhưng tháng vừa qua đã có những trận mưa đặc biệt lớn ở nhiều khu vực, gây ra sự tàn phá nghiêm trọng. Tại Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, 98 người thiệt mạng trong thảm họa lốc xoáy và mưa đá. Một trận lở đất nghiêm trọng xảy ra vào khuya thứ Sáu tại khu vực miền núi thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang. Đến tối Chủ nhật, số người chết đã tăng lên 23 người và 14 người mất tích. Những cư dân bị chôn vùi tiếp tục được tìm kiếm qua đêm. Dẫn lời đài truyền hình CCTV của Trung Quốc cho biết, trận lở đất đã kéo theo hơn 300.000 mét khối đất đá đổ sập, tổng cộng 27 ngôi nhà bị đất đá vùi lấp, hơn 300 người phải sơ tán. Thông tấn xã Trung ương đưa tin, địa điểm xảy ra vụ lở đất nằm ở làng Lý Đồng, quận Liên Du, thành phố Lý Sơn, phía đông và phía tây của làng được bao quanh bởi các ngọn núi. Do mưa nhiều ngày liên tục nên đất đá ở khu vực miền núi địa phương có xu hướng bão hòa nước. Đến 22 giờ 50 phút ngày Chủ nhật đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, vùi lấp nửa bản. Do vụ việc xảy ra vào lúc nửa đêm nên hầu hết người dân đã chìm trong giấc ngủ. Sau khi vụ sạt lở xảy ra, 38 người đã được tìm thấy mất tích sau khi qua hiện trường cứu hộ. Trong khi tìm kiếm các vụ lở đất ở Lệ Thủy thì tại Chiết Giang, Hồ Nam đang phải đối mặt với lũ lụt tồi tệ nhất trong nửa thế kỷ. Hãng Tân Hoa Xã đưa tin, trận lũ lụt hiếm gặp vừa qua đã ảnh hưởng đến 111.000 người tại 92 thị trấn thuộc 13 huyện trong tỉnh, 181 ngôi nhà bị sập và hơn 8.600 người phải sơ tán khẩn cấp. Theo các báo cáo, lượng mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra trong tuần tới và dự kiến thảm họa có thể sẽ tiếp tục. Tối qua, tại thành phố Phúc Tuyền, tỉnh Quý Châu, một hầm mỏ bị sập, đất đá sạt lở chôn vùi 20 ngôi nhà bên dưới núi, ít nhất 14 người thiệt mạng. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin. Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 23 tháng 8, một trận lở đất ở Phúc Tuyền, Quý Châu đã khiến 14 người thiệt mạng, 22 người bị thương và 11 người mất tích. Vụ lở đất đã khiến 8 người thiệt mạng và 17 người mất tích. Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 22 tháng 8,
tại làng Ưng Bình, thị trấn Đào Bình, thành phố Phúc Quan, tỉnh Kiểm Nam, tỉnh Quý Châu đã xảy ra một vụ lở đất. Khoảng 1 triệu mét khối đất đá sạt lở đã cuốn trôi hồ nước trên sườn núi, gây lũ lụt đổ xuống nhà của 20 hộ dân làng Tân Loan và Tiểu Bá bị sập và bị vùi lấp. Gần một nửa ngọn núi đã sụp đổ và hầu hết những ngôi nhà bị chôn vùi, thậm chí không thể nhìn thấy mái nhà. Tổng cộng có 294 người dân thuộc 67 hộ gia đình ở hai làng bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở đất và 245 người trong số họ đã thoát ra ngoài trong tình trạng nguy hiểm. Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 23 tháng 8 đã có 14 người chết, 22 người bị thương, 11 người mất tích, 77 ngôi nhà bị hư hỏng. Những người dân địa phương gần tập đoàn Tiểu Bá ở làng Ưng Bình nói với các phương tiện truyền thông đại lục rằng tập đoàn Tiểu Bá nằm trong một khu mỏ và những ngôi nhà đã bị chôn vùi bởi những ngọn núi sụp đổ. Tình trạng nguy hiểm đã xuất hiện từ những năm trước, khi đó vị quan chức này cho biết sau khi có chuyên gia thẩm định thì khu vực này an toàn và sẽ không bị sập nên không xử lý. Năm nay, mối nguy hiểm còn tồi tệ hơn sau 3 ngày mưa lớn. Sau khi ngọn núi sụp đổ vào ngày 22 tháng 8, các vết nứt xuất hiện trên núi Dapo và chính quyền địa phương đã yêu cầu dân làng sơ tán. ChinaNews.com đưa tin, vụ lở đất liên tục ở Phúc Quan, Quý Châu đã gây thiệt hại cho 77 ngôi nhà và nhóm Tiểu Bá và Tân Loan ở làng Ưng Bình, ảnh hưởng đến 292 người từ 67 hộ gia đình, trong đó 245 người đã trú ẩn an toàn. Hiện tại, hai khu tái định cư đã được thiết lập và những người bị ảnh hưởng, 150 lều tạm đã được dựng lên, 500 chăn bông đã được phân phát, thực phẩm và nước khoáng đã được cung cấp cho những người bị ảnh hưởng. Thưa quý vị, lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc đã khiến 235 người thiệt mạng và 109 người khác mất tích. Thiệt hại kinh tế trực tiếp đã vượt quá 50 tỷ nhân dân tệ. Báo cáo cho biết, sông Tương Giang ở Hồ Nam, Trung Quốc đã trải qua mức lũ lụt cao thứ 3 kể từ năm 1953. Kể từ tuần trước, thiên tai lũ lụt dữ dội ở miền Nam Trung Quốc đã khiến tổng cộng 34,261 triệu người bị ảnh hưởng tại 10 tỉnh gồm Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Trùng Khánh với 235 người chết, 109 người mất tích và hơn 300 người khác ở khu vực bị ảnh hưởng. Hàng ngàn người đã được sơ tán khẩn cấp. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc, bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn mới, tình hình thiên tai ở Hồ Nam, Quý Châu, Trùng Khánh và những nơi khác liên tục bị ảnh hưởng trong giai đoạn đầu sẽ được mở rộng hơn nữa. Lũ lụt tàn phá miền Nam cũng khiến 1,946 triệu hecta cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 321.000 hecta mất mùa, 239.000 ngôi nhà bị sập, 640.000 ngôi nhà bị hư hỏng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp do thiên tai là 53,35 tỷ nhân dân tệ. Ngoài ra, mực nước đoạn Trường Sa của sông Tương Giang ở Hồ Nam đã tăng cao do lượng mưa lớn liên tục và việc xả lũ từ hồ chứa. Số liệu cho thấy đến sáng ngày 23 tháng 8, đoạn Trường Sa của sông Tương Giang có mực nước đỉnh lũ siêu cao là 38,46m, tiến sát mực nước cao nhất lịch sử là 39,18m. Mực nước dâng cao làm ngập một số cơ sở điện trong vành đai danh lam thắng cảnh Tương Giang ở thành phố Trường Sa. Trước đó, tỉnh Hồ Nam đã khẩn cấp kích hoạt cảnh báo cấp 1 để kiểm soát lũ lụt, điều động 95.000 người đi tuần tra và cứu hộ, đồng thời di rời hơn 100.000 người trong đêm vào tối ngày 22 tháng 8. Trung Quốc hiện đang chiến đấu với lũ lụt tồi tệ nhất trong một thập kỷ. Dự báo thời tiết của Trung Quốc kêu gọi mưa nhiều hơn, trong khi nước sông Dương Tử đã ở gần mức cao kỷ lục với đập Tam Hiệp. Kiểm soát mực nước sông chỉ thấp hơn khoảng 17m so với mức tối đa 175m. Hiện nay, Trung Quốc đang phải gồng mình chống chọi với thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Thiên tai do mưa lũ lớn đã tàn phá nhiều tỉnh thành của Trung Quốc, tiếp tục gây thương vong cho nhiều con sông ở Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Cam Túc, Quảng Tây, Hà Nam, Hồ Nam và Hồ Bắc, đã làm vỡ kè, núi lở, gây thương vong nghiêm trọng. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường gần đây đã đến thăm Hồ Bắc, An Huy và những nơi khác, yêu cầu đảm bảo an toàn cho các tuyến đê và hồ chứa quan trọng. Nỗ lực kiểm soát lũ lụt của Trung Quốc đang ở giai đoạn quan trọng, ông Lý Khắc Cường nói, đồng thời kêu gọi các quan chức chuẩn bị cho những thiên tai và lũ lụt nghiêm trọng hơn. Dự báo thời tiết của Trung Quốc kêu gọi mưa nhiều hơn, trong khi nước sông Dương Tử đã ở gần mức cao kỷ lục với đập Tam Hiệp, kiểm soát mực nước sông chỉ thấp hơn khoảng 17m so với mức tối đa 175m. Hiện tại, lũ từ Tam Hiệp đang tiến đến Cửu Giang, Giang Tây. Cơ quan kiểm soát lũ lụt địa phương cho biết, nếu không có lượng mưa đáng kể ở khu vực thượng nguồn, lũ lụt ở Cửu Giang dự kiến sẽ giảm xuống dưới mức cảnh báo trong khoảng 10 ngày nữa. Theo số liệu chính thức được công bố vào ngày 22 tháng 8 cho biết, 113 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên khắp Trung Quốc, 701 người chết vì thiên tai, 347 người mất tích và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 142,2 tỷ nhân dân tệ.
một nhánh sông Dương Tử đối mặt với lũ lụt do mưa lớn, hàng trăm nghìn người phải sơ tán khẩn cấp. Bắc Kinh đưa tin rằng Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm qua đã cảnh báo các tỉnh nằm ở cửa sông phải đề phòng nghiêm ngặt trước tình hình mưa bão và lũ lụt đang gia tăng. Tại tỉnh Tứ Xuyên, ngày 23 tháng 8, chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 100.000 người do mối đe dọa lũ lụt trên một nhánh của sông Dương Tử. Dẫn truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, sông Gia Lăng ở Tứ Xuyên đã dâng cao do mưa xối xả và tình hình rất nguy hiểm. Được biết, theo hình ảnh của CCTV, Lý Khắc Cường đã đi đến đoạn sông nguy hiểm ở đền Long Vương ở Hán Khẩu, Hồ Bắc vào ngày 23 tháng 8. Tại Nghi Sương, Hồ Bắc, 6 người thiệt mạng và 8 người mất tích do mưa lớn từ thứ 6 đến thứ 7 và chính quyền đã sơ tán 7.700 người. Nghi Sương gần đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử. Đập Tam Hiệp là dự án đập lớn nhất thế giới và đã được đưa vào sử dụng từ năm 2006. Chính quyền địa phương chỉ ra rằng vào thứ 6, hồ chứa của đập Tam Hiệp có lưu lượng 34.000 mét khối nước mỗi giây so với 70.000 mét khối mỗi giây trong tuần trước. Lượng nước đổ về hôm thứ 6 là cao nhất được ghi nhận trong năm nay, với mực nước trong hồ đạt 159 mét, trong khi mực nước cao nhất của hồ là khoảng 175 mét. Trung Quốc hiện đang trong mùa bão và năm nay nước này hứng chịu trận lũ lụt tồi tệ nhất trong một thập kỷ, khiến 1.100 người chết hoặc mất tích. Lý Khắc Cường cảnh báo rằng tình hình có thể tồi tệ hơn và ông kêu gọi chính quyền địa phương thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết. Cũng trích dẫn một báo cáo từ Tân Hoa Xã cho biết, sông Lạc Phù, một nhánh của sông Vệ ở thành phố Hoa Âm, tỉnh Thiểm Tây, đã bị vỡ bờ bao và số lượng cư dân được chính quyền sơ tán dao động từ 6.400 đến 9.400 người. Tại quận Hoa Đình, Cam Túc, 13 người đã bị chôn sống vào ngày 23 tháng 8 do mưa lớn và lở đất. Gần đây, do cơn mưa xối xả và cực kỳ lớn do cơn bão số 5 được Suri ở miền Nam Trung Quốc gây ra, Nam Ninh, Quảng Tây và 7 thành phố khác đã ảnh hưởng đến tổng cộng 1,21 triệu người, gây thiệt hại 310 triệu nhân dân tệ. Miền Nam Trung Quốc đã bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề trong năm nay bởi các cơn bão đã ảnh hưởng đến khoảng 120 triệu người. Tại tỉnh Hà Nam, gần 3 triệu người ở 13 thành phố, trong đó có Trịnh Châu đã bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn kể từ giữa tháng. Chính quyền đã khẩn trương di rời hơn 110.000 người, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 2 tỷ nhân dân tệ. Theo ước tính của chính phủ Trung Quốc, thiệt hại sau mưa lớn và lũ lụt năm nay lên tới 22 tỷ đô la Mỹ. Một nhánh của sông Gia Linh ở thượng nguồn sông Dương Tử do một đợt mưa mới, hồ chứa Tam Hiệp đã chảy qua một đỉnh lũ khác vào sáng ngày 24 tháng 8, trong khi Hồ Bắc bị kẹt giữa lũ của sông Dương Tử và sông Hán. Các nhà chức trách gấp rút sơ tán hơn 30.000 người khỏi Vũ Hán và Tiên Đảo trước 6 giờ sáng ngày 24 tháng 8. Người dân chuẩn bị mở cống để chuyển hướng nước lũ. Do tuyến kè đoạn Hán Xuyên sẽ được kiểm tra bằng mực nước cao nhất kể từ năm 1998, chính quyền đã huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ ứng trực chống lũ cho tuyến kè. Ở đoạn Kiến Lệ, Cửu Giang của sông Dương Tử, mực nước sắp vượt quá mức cảnh báo, tuy nhiên Đài Khí tượng Trung ương đã dỡ bỏ cảnh báo mưa dông trong 20 ngày liên tiếp, đồng nghĩa với việc đợt mưa lớn ảnh hưởng đến cả nước gần như đã chấm dứt. Theo thống kê của Bộ Dân Chính, kể từ giữa tháng này, mưa lớn đã ảnh hưởng đến 40 triệu người trên cả nước, với hơn 330 người chết, 300 người mất tích và hơn 3 triệu người phải sơ tán. Ngoài ra, một cây cầu bị sập ở Lâm Xuyên, tỉnh Hà Nam cách đây vài ngày khiến số người chết tăng lên 37 người, 29 người vẫn mất tích. Trong vụ lở đất ở Hàn Nguyên, Tứ Xuyên, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy một người mất tích, nhưng vẫn còn 20 người mất tích và hơn 1.500 người phải sơ tán. Chính quyền đã cung cấp lều, mền, quần áo và nước khoáng cho các nạn nhân. Sau khi điều tra, các chuyên gia tin rằng thảm họa địa chất là do mưa lớn liên tục và không có yếu tố can thiệp của con người. Số người chết vì lở đất ở huyện Trấn Hùng, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc hôm thứ Sáu tăng lên 46 người, trong đó có 19 trẻ em. Các nhân viên tìm kiếm và cứu hộ xác nhận ngày 24 tháng 8 rằng thi thể của 3 người cuối cùng bị chôn vùi đã được tìm thấy. Cho đến nay, 46 người dân vẫn bị chôn vùi, từ 14 hộ gia đình đều đã chết. Trong số những người thiệt mạng có ít nhất 19 trẻ em, vụ sạt lở đất cũng khiến 2 người bị thương. Ngày 23 tháng 8, một trận lở đất do bùn đất xảy ra tại làng Cao Bảo, thị trấn Quốc Chủ, huyện Trấn Hùng, tỉnh Vân Nam đã chôn vùi 14 ngôi nhà và làm hư hỏng 2 ngôi nhà khác. Hãng ngôn luận Pháp ngày 24 tháng 8 đưa tin cho biết, sạt lở đất thường xuyên xảy ra ở các vùng núi của Trung Quốc và người dân không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn khi xây nhà ở những nơi đó. Động đất ở Vân Nam cũng đã giết chết 81 người và làm bị thương 946 người. Một trận động đất mạnh 5,7 độ Richter xảy ra ở huyện Y Lương, tỉnh Vân Nam vào ngày thứ Bảy vừa qua. Nhưng số người chết lên tới 81 người, số người bị thương là 946, hơn 700.000 người bị ảnh hưởng và 30.000 ngôi nhà bị sập.
các phóng viên từ Trung Quốc và Hồng Kông cuối cùng đã vào khu vực xảy ra thiên tai vào ngày thứ hai và phát hiện ra rằng ngôi nhà bị sập nghiêm trọng, gần như thành đống đổ nát. Một số chỉ huy cứu trợ thiên tai đã đặt câu hỏi rằng tòa nhà quá rột nát, điều này cho thấy chất lượng của ngôi nhà không tốt. Tuy nhiên, một số dân làng chỉ ra rằng nguyên nhân chính của trận động đất là do khai thác mỏ quá mức, xói mòn đất nghiêm trọng, làm đá rơi và khiến nhiều người thiệt mạng. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, một trận động đất mạnh 5,7 độ Richter đã tấn công huyện Y Lương vào thứ Sáu tuần trước và một cơn dư chấn lớn hơn đã xảy ra vào ngày thứ Hai, khiến số người chết tăng lên. Cơ hội cứu sống thành công giảm đi rất nhiều và số người chết dự kiến sẽ nhiều hơn. Các quan chức dẫn lời các chuyên gia động đất nói rằng trận động đất này là một trận động đất có sức công phá kép và đó là trận động đất lớn nhất trong khu vực trong 10 năm qua. Các trận động đất kiểu động đất bầy đàn được đặc trưng bởi tần suất cao, dao động rõ rệt trong giải phóng năng lượng, tốc độ suy giảm chậm và kéo dài. Dự báo trong thời gian tới, khu vực xảy ra thảm họa Y Lương sẽ có dư chấn từ 5 độ trở lên. Ngoài ra, Cục Khí tượng Vân Nam dự đoán trong ngày 24 tháng 8 và ngày 25 tháng 8 có thể có mưa vừa đến mưa to, cần phải ngăn chặn thảm họa tiếp tục xảy ra. Nhà chức trách đã sơ tán hơn 2.000 người tính đến ngày thứ Hai. Chính quyền đã thành lập các khu tái định cư để cung cấp chỗ ở tạm thời cho ít nhất 26.000 người. Tuy nhiên, do tắc đường và sạt lở đất trên đường núi bất cứ lúc nào, hàng cứu trợ chỉ được chuyển đến vùng thiên tai vào ngày thứ Hai. Lực lượng không quân của quân khu Thành Đô đã điều động một máy bay vận tải để chuyển 13 tấn vật tư và chuyển 4 nạn nhân bị thương nặng ra bên ngoài khu vực thiên tai để điều trị. Chính quyền cũng tăng tiền an ủi cho mỗi gia đình nạn nhân từ 10.000 nhân dân tệ lên 20.000 nhân dân tệ. Một người dân trong làng nói với phóng viên rằng nhiều người bị đá đè chết, máu me bê bết, có người chỉ còn thấy nửa thân dưới, còn thân trên thì không còn. Tại hiện trường cho thấy nếu cấu trúc của ngôi nhà tốt hơn, các nạn nhân có thể đã không mất mạng. Trần Quốc Dũng, chỉ huy đội cứu hộ động đất của một trung đoàn công binh đóng tại Vân Nam, cũng chỉ ra rằng trận động đất 5,7 độ Richter, trận động đất mạnh nhất đã gây ra thảm họa nghiêm trọng như vậy và cho rằng chất lượng của hầu hết các tòa nhà trong khu vực không đáp ứng tiêu chuẩn chống động đất. Một bằng chứng khác của dự án Đậu Phụ là một tòa nhà dạy học ở địa phương mới đưa vào sử dụng được một tuần. Sau trận động đất đã bị nghiêng nghiêm trọng, tường đầy vết nứt bị hạ xuống thành tòa nhà nguy hiểm. Nhà trường đã sơ tán học sinh và đình chỉ các lớp học vô thời hạn. Nhưng không giải thích lý do tại sao ngôi trường mới bị nghiêng bất ngờ. Một phóng viên dẫn lời một công dân của thị trấn Lạc Tử Hà, huyện Y Lương, nơi tâm chấn nói rằng thương vong lớn do trận động đất gây ra phần lớn là do việc khai thác mỏ khoáng sản không ngừng của người dân địa phương, dẫn đến việc các ngọn núi bị quét rỗng. Chặt phá thảm thực vật cũng làm xói mòn đất nghiêm trọng, nên khi trận động đất xảy ra, một lượng lớn đá rơi xuống đè chết người. Thị trấn hiện có 4 cơ sở chế biến khoáng sản lớn, sử dụng hàng nghìn lao động, nhiều nạn nhân của trận động đất là thợ mỏ. Theo lời kể của các nạn nhân địa phương, một số người dân sống trên sườn núi cho biết, ở nhà họ thường cảm nhận được tiếng khai thác từ lòng đất. Nhà thường rung lắc nên rất dễ sập cả nhà khi có động đất. Được biết, cuộc điều tra của chính quyền cho thấy có 44 tai biến địa chất trong thị trấn, gây nguy hiểm cho hơn 2.000 người từ hơn 500 hộ dân. Trận động đất ở Vân Nam đã thu hút sự chú ý. Một số cư dân mạng đặt câu hỏi rằng trận động đất mạnh 5,7 độ Richter đã gây ra sự sập đổ của tòa nhà trường học và người ta ước tính rằng chất lượng của tòa nhà trường học có vấn đề. Một số cư dân mạng giận dữ tố cáo chính quyền coi thường tính mạng con người. Mọi nơi ở Trung Quốc đều vì tiền mà câu kết với chính phủ và doanh nhân. Một số người kêu gọi chính quyền tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng và phải tăng cường khả năng chống động đất để ngăn thảm kịch xảy ra một lần nữa. Các tòa nhà trong khu vực xảy ra thiên tai đều bị đổ nát, chúng có thể bị sập hoặc bị hư hại nghiêm trọng. Một trận động đất mạnh 5,7 độ Richter có thể đánh sập rất nhiều ngôi nhà. Điều đó cho thấy rằng những ngôi nhà đó không thể đáp ứng các tiêu chuẩn chống động đất tối thiểu. Người chỉ huy cứu trợ thiên tai cũng cho rằng có thể nhìn thấy sự chênh lệch giàu nghèo từ trận động đất. Nếu trận động đất này xảy ra ở khu vực kinh tế phát triển hơn, thì trận động đất với cường độ này sẽ không gây ra tổn thất lớn như vậy. Sau trận động đất, các nạn nhân vô cùng sợ hãi, những tòa nhà đậu phụ, thà ngủ trên đường, trên cầu, thậm chí là nơi hoang vu. Mặc dù một số khu vực của huyện Y Lương, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất đã bắt đầu khôi phục dần liên lạc với bên ngoài vào ngày 23 tháng 8, công tác cứu hộ vẫn gặp nhiều khó khăn do tắc nghẽn giao thông. Thưa quý vị, những ngày gần đây, mưa lớn tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi tại Trung Quốc. Mưa lớn hoặc mưa rất to đã xảy ra ở một số khu vực miền Trung và Bắc Quảng Tây, Hồ Nam, Bắc Giang Tây, Đông Nam Hồ Bắc và Nam An Huy. Hiện tại, mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã khiến nhiều trạm thủy văn ở lưu vực sông Dương Tử và lưu vực sông Châu Giang vượt mức nước cảnh báo.
Hồ Nam, Quảng Tây, Quý Châu và những nơi khác phải hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng. Hôm 23 tháng 8, trận lũ thứ hai của sông Dương Tử trong năm nay đã được hình thành. Trong vòng một tuần, 160 con sông trải qua lũ lụt trên mức cảnh báo. Sau những bức ảnh về Bách Tử Châu bị ngập lụt ở Trường Sa được lan truyền, một số cư dân mạng đã nói đùa, mưa lớn tiếp tục, tàu sân bay lớn nhất thế giới Bách Tử Châu gần đây đã hạ thủy ở Trường Sa. Lượng mưa nhiều nơi ở Trung Quốc vượt ngưỡng cảnh báo theo mùa, gây nguy cơ lũ lụt, trận lũ số 2 trên sông Dương Tử hình thành. Hơn 4 triệu người dân Hồ Nam bị ảnh hưởng. Tin tức chung về quốc phòng của Trung Quốc đã đưa ra phản ứng khẩn cấp 3 cấp để kiểm soát lũ lụt. Theo dự báo về khí tượng thủy văn trong vài ngày tới, dòng chảy chính của Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử và Hồ Động Đình sẽ tiếp tục duy trì lượng mưa lớn, có thể ảnh hưởng nhiều hơn đến Hạ Lưu. Trước tình hình lũ lụt hiện nay, Bộ Tư lệnh Quốc phòng đã cử 8 tổ công tác hỗ trợ các địa phương tuyến đầu chống lũ phía Nam, đồng thời điều động các công trình thủy lợi trọng điểm như Tam Hiệp trên sông Dương Tử để giảm lưu lượng xả và giảm áp lực hạ lưu. Theo Lian He Zhaobao, kể từ đầu tháng, những cơn mưa xối xả trên diện rộng đã đổ xuống vùng đất Tam Hương. Theo thống kê của Trung tâm Khí hậu tỉnh Hồ Nam, lượng mưa trung bình của tỉnh trong tháng này đã phá vỡ mức cực đoan lịch sử, đạt mức cao nhất trong cùng thời kỳ kể từ khi các ghi chép khí tượng bắt đầu vào năm 1951. Đây là giá trị cao nhất trong lịch sử. Theo phân tích của chuyên gia, đợt mưa lớn lần này không chỉ có biên độ rộng mà còn có cường độ lớn, khí hậu cực đoan, chủ yếu do ảnh hưởng liên tục của xoáy thuận lạnh phía Bắc và áp cao cận nhiệt đới. Vị trí của áp cao cận nhiệt đới Tây Thái Bình Dương tương đối ổn định, kênh dẫn hơi nước cũng tương đối ổn định. Hồ Nam nằm ở rìa áp cao cận nhiệt đới, nằm trong vành đai vận chuyển hơi nước mạnh. Có nguồn cung cấp hơi nước liên tục, không khí lạnh lan rộng xuống phía Nam, không khí lạnh và ấm thường xuyên gặp nhau ở phía Nam khiến Hồ Nam có mưa dông liên tục và mưa dông rất to. Mực nước ở Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam vượt quá mức cảnh báo, thậm chí Bách Tử Châu, một danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong khu vực cũng bị ảnh hưởng. Do khu vực xung quanh được bao phủ bởi mực nước dâng cao, nó trông giống như một hàng không mẫu hạm trên bầu trời, một cảnh tượng hiếm thấy. Sau khi những bức ảnh về Bách Tử Châu bị ngập lụt được lan truyền, một số cư dân mạng đã nói đùa. Mưa xối xả liên tục, tàu sân bay lớn nhất thế giới Bách Tử Châu gần đây đã được hạ thủy ở Trường Sa. Dự kiến trong tuần tới, vùng mưa chính tập trung ở Hoàng Hoài, Giang Hoài, Tây và Bắc Giang Nam, Nam Trung Quốc, khu vực phía Đông và Nam sông Dương Tử sẽ tiếp tục dâng cao. Và mực nước ở phụ lưu Liên Hoa Đường đến sông Đại Đồng và hai hồ sẽ vượt quá mức cảnh báo 0,5 đến 1,5 mét. Các con sông lớn như sông Tương Giang ở Hồ Nam, sông Nguyên Giang và Tây Thủy ở Giang Tây sẽ lại hứng chịu lũ lụt trên mức cảnh báo, và một số con sông vừa và nhỏ có thể bị lũ lụt tương đối lớn. Mưa lớn lại đổ xuống một số vùng của Trung Quốc và một số khu vực bị lũ lụt nghiêm trọng. Theo thống kê chính thức, những trận mưa lớn và lũ lụt gần đây ở miền Nam Trung Quốc đã ảnh hưởng đến 15,79 triệu người, 45 người chết, 20 người mất tích và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 7,39 tỷ nhân dân tệ. Mưa lớn lại đổ xuống một số vùng của Trung Quốc, mực nước một số con sông vượt mức cảnh báo, một số khu vực bị lũ lụt nghiêm trọng. Theo thống kê chính thức, những trận mưa lớn và lũ lụt gần đây ở miền Nam Trung Quốc đã ảnh hưởng đến 15,79 triệu người. Giao thông cục bộ trên nhiều tuyến đường cao tốc và tỉnh lộ bị gián đoạn. Theo báo chí Trung Quốc đưa tin, kể từ đầu tháng này, thiên tai lũ lụt miền Nam đã khiến 15,79 triệu người bị ảnh hưởng tại 9 tỉnh, thành phố Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu, với 45 người chết và 20 người mất tích, gần 600.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Ngoài ra, 946,5 nghìn hectare đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 8,93 tỷ nhân dân tệ. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc, lượng mưa sẽ tiếp tục trong thời gian này và các khu vực dọc Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử sẽ hứng chịu lượng mưa lớn lặp lại trong 5 ngày tới. Trụ sở Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Quốc gia đã đưa ra cảnh báo sớm 3 cấp. Vào 3 ngày trước, hai trận động đất có cường độ từ 5 độ trở lên đã xảy ra ở Y Lương trên biên giới Vân Nam và Quý Châu trong vòng 1 giờ. Hai trận động đất có cường độ lớn nhất chỉ là 5,7 độ Richter, nhưng cuối cùng đã có 81 người chết, gần 1.000 người bị thương, hơn 700.000 người bị ảnh hưởng. Có thể nói, mức độ thiệt hại do chúng gây ra là rất đáng kinh ngạc. Vương Vĩnh Thần, người triệu tập Tổ chức Bảo vệ Môi trường Phi Chính phủ Green Homeland của Trung Quốc đã viết rằng, đúng là con người chúng ta không thể thay đổi một số yếu tố tự nhiên, nhưng một số thảm họa do con người gây ra thì có thể tránh được. Hầu hết các nạn nhân trong trận động đất này đều thiệt mạng do bị đá lăn đè trúng. Đá lăn thoạt nhìn có vẻ là một yếu tố tự nhiên, nhưng thực chất đằng sau đó không thiếu những bóng ma nhân tạo.
Bản thân môi trường địa chất của khu vực này rất mong manh, cộng với tác động lớn từ các hoạt động của con người, môi trường sinh thái nơi đây đã bị phá hủy cơ bản. Do thảm thực vật bị tàn phá nên tình trạng xói mòn đất, nước ở nhiều khu vực, nhất là vùng đồi núi đặc biệt nghiêm trọng, trên núi ít đất đá ngày càng lộ ra ngoài, khả năng trượt lở ngày càng cao. Không khó tưởng tượng, nếu cây cỏ tương đối tốt, tảng đá lăn ít nhất sẽ cho thôn dân nhiều thời gian chạy trốn hơn vì phản kháng. Ngoài ra, sông Kim Sa và thậm chí cả ba sông gần khu vực xảy ra động đất đều dày đặc các nhà máy thủy điện hình thang. Chẳng lẽ những nhà máy thủy điện này đã gây ra tổn hại cho địa hình địa phương, từ đó gây ra nhiều trận động đất trong khu vực trong thời gian gần đây? Điều này cũng có thể cần sự nghiên cứu nghiêm túc và trung thực của các chuyên gia địa chất. Một số lượng lớn mỏ khai thác than cũng làm trầm trọng thêm các thảm họa thứ cấp do trận động đất gây ra. Thiên tai không đáng sợ, cái đáng sợ là chúng ta giả tạo, làm suy yếu khả năng chống chọi với thiên tai của chính mình. Trong thời buổi thiên tai ngày càng nhiều, nếu chúng ta cứ lao động sản xuất thiển cận, không nghĩ đến việc mình và thế hệ mai sau thì chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình. Không có gì sai khi sử dụng các nguồn lực để phát triển, nhưng mô hình phát triển gây thiệt hại cho môi trường lẽ ra phải bị loại bỏ từ lâu. Một vụ lở đất khác cũng xảy ra ở Vân Nam, Trung Quốc hôm thứ Năm. Theo thống kê sơ bộ, đã có 19 người bị vùi lấp, trong đó có 18 học sinh đến học bù tại trường. Tân Hoa Xã cho biết 3 người mất tích và 1 người bị thương nặng trong vụ sạt lở đất xảy ra vào lúc 8 giờ sáng theo giờ địa phương khi học sinh đến trường. Vụ lở đất xảy ra ở làng Hê, thị trấn Long Hải, huyện Y Lương, thành phố Chiêu Thông, thuộc khu vực miền núi tỉnh Vân Nam. Theo những hình ảnh do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đăng tải, một phần lớn của ngọn núi cây cối rậm rạp tách khỏi sườn dốc, trường tiểu học địa phương và nhà của 3 gia đình khác đều bị chôn vùi. Khối lượng của vụ lở đất đã chặn một con sông liền kề, tạo ra một hồ chắn khiến 800 cư dân ở hạ lưu phải sơ tán. Lực lượng cứu hộ sử dụng các công cụ đơn giản để tìm kiếm những người sống sót trong bùn sau vụ lở đất. Khoảng 2.000 người khác đã được tổ chức để giải phóng dòng sông bị chặn. Một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter cũng đã tấn công khu vực này vào tháng trước, khiến 81 người thiệt mạng. Theo người dân địa phương, những ngày gần đây trên địa bàn có mưa lớn liên tục, được cho là nguyên nhân đã gây ra sạt lở đất. Tuần này là kỳ nghỉ tuần lễ vàng ở Trung Quốc và các trường học thường đóng cửa. Tuy nhiên, các học sinh của trường tiểu học Trấn Hà đã tổ chức học bù cho những học sinh vắng mặt trong trận động đất vào tháng trước. Một quan chức địa phương họ Giang nói với AFP rằng hơn 30 học sinh lẽ ra phải đến học bù vào ngày 23 tháng 8 và 18 học sinh đã đến trường trước khi lớp học bắt đầu. Lở đất thường xuyên xảy ra ở các vùng núi của Trung Quốc, đặc biệt là trong mùa mưa. Tháng 5 năm 2008, tỉnh Tứ Xuyên nằm ở phía tây nam Trung Quốc hứng chịu trận động đất Vân Xuyên khiến gần 70.000 người thiệt mạng và 18.000 người mất tích. Hàng trăm trường học bị sập trong trận động đất làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi về chất lượng xây dựng các tòa nhà trường học. Vấn đề vẫn còn nhạy cảm với cư dân mạng Trung Quốc hôm thứ Năm một lần nữa đặt câu hỏi tại sao trẻ em lại một lần nữa là nạn nhân đầu tiên của thiên tai ở Trung Quốc. Một cư dân mạng đặt câu hỏi trên Weibo, các quan chức địa phương đang trong kỳ nghỉ sao? Vậy tại sao không đưa ra cảnh báo? Tại sao học sinh đang trong kỳ nghỉ lại quay trở lại trường? Động đất chưa qua, lũ lụt ở Tứ Xuyên lại ập đến. Khi đi sơ tán, người dân vội vã chuyển đồ đạc, tài sản quan trọng lấy đi nhiều nhất có thể, kể cả một con lợn nuôi trong nhà khi chạy trốn. Một bức ảnh thú vị được chụp và cư dân mạng đã chuyển tiếp những thay đổi sáng tạo để làm cho tiểu trúc trở nên phổ biến trên Internet. Nhật báo Đô thị Tây Trung Quốc đưa tin, vào hôm thứ Ba, một trận lũ lớn đã xảy ra ở thị trấn Hàng Giang, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên. Do lũ lụt, dân làng đã khẩn trương sơ tán, mọi người đều mang theo những vật dụng quan trọng. Đàn lợn cũng bị dân làng kéo đi để thoát khỏi khu vực thiên tai. Một số tỉnh ở miền Nam Trung Quốc gần đây đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn, gây lũ lụt nghiêm trọng. Theo báo chí nước ngoài đưa tin, tính đến tối ngày 23 tháng 8, ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 15 người mất tích và hơn 2,5 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông nước ngoài, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Quảng Tây và các tỉnh khác của Trung Quốc đã có mưa lớn liên tục trong nhiều ngày và thiên tai nghiêm trọng đã được báo cáo. Tại tỉnh Hồ Bắc, ít nhất 4 người chết, 12 người mất tích và hơn 880.000 người bị ảnh hưởng. Tại tỉnh Giang Tây, 1 người chết và 1 người mất tích và hơn 880.000 người bị ảnh hưởng. Tại khu tự trị Quảng Tây, 6 người chết, 2 người mất tích và dân số bị ảnh hưởng khoảng 570.000 người. Tại tỉnh An Huy, hơn 170.000 người bị ảnh hưởng,
diện tích hoa màu bị ảnh hưởng bởi thiên tai là hơn 200.000 hecta. Ngoài ra, nhà chức trách Trung Quốc dự đoán trong 3 ngày tới sẽ tiếp tục có mưa lớn ở phía đông bắc tỉnh Quý Châu, phía đông tỉnh Hồ Bắc, tây bắc tỉnh Hồ Nam, phía nam tỉnh Hà Nam và phía tây tỉnh An Huy và thiên tai có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Gần đây, Đông Nam Á bị hạn hán nghiêm trọng nhưng có thể có lũ lụt nghiêm trọng ở miền Bắc Trung Quốc. Theo báo chí nước ngoài đưa tin, thời gian gần đây, Trung và hạ lưu sông Dương Tử của Trung Quốc liên tục bị ảnh hưởng bởi mưa. Mực nước không những tiếp tục dâng cao mà thậm chí còn vượt kỷ lục mực nước cùng kỳ của năm lũ lụt sông Dương Tử năm 1998. Dự kiến, Trung và hạ lưu sông Dương Tử cũng sẽ hứng chịu lũ lụt lớn trong năm nay. Theo báo cáo toàn diện của phương tiện truyền thông nước ngoài, Cục Thủy văn của Ủy ban Bảo tồn nước sông Dương Tử cho biết, dự án bảo tồn nước Tam Hiệp trên sông Dương Tử đã theo dõi dòng chảy khoảng 12.000 m3 mỗi giây từ thượng nguồn sông Dương Tử. 8 ngày liên tục vượt qua 10.000 m3 mỗi giây. So với cùng kỳ, lượng nước đổ về thượng nguồn sông Dương Tử chỉ đứng sau năm 2008. Dự báo có thể có lũ lớn ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử trong năm nay. Và dữ liệu cho thấy, trong thời kỳ lũ mùa hè của sông Dương Tử, lượng nước trung bình của Tam Hiệp là dưới 10.000 m3 mỗi giây và giá trị cao nhất xuất hiện vào khoảng 17.000 m3 trên giây. Lưu Nhã Minh, Phó Tổng Tư lệnh của Bộ Tư lệnh Phòng thủ sông Dương Tử cho biết tình hình hiện tại của chế độ nước và kiểm soát lũ lụt của sông Dương Tử là nghiêm trọng và ông đã ngay lập tức nâng cao cảnh giác để làm tốt công tác phòng chống lũ lụt và sự chuẩn bị. Kính thưa quý vị, kể từ tháng 6, nhiều nơi ở Trung Quốc đã hứng chịu mưa lớn. Theo số liệu chính thức mới nhất, 487 con sông trên cả nước đã xảy ra lũ lụt trên mức cảnh báo. Châu Tuyết Văn, Tổng thư ký của Trụ sở Kiểm soát lũ lụt và Cứu trợ hạn hán quốc gia, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước đã tiết lộ dữ liệu này tại cuộc họp giao ban thường kỳ của Hội đồng Nhà nước về công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai được tổ chức hàng năm. Ông cũng cho biết 40 con sông vượt quá mực nước đảm bảo và 13 con sông trải qua trận lũ lớn nhất kể từ khi được ghi nhận, chủ yếu tập trung ở Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến và Giang Tây. Kể từ đầu năm nay, 21,805 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt với thiệt hại kinh tế trực tiếp là 64,76 tỷ nhân dân tệ. Trong số những trận lũ lụt gần đây, đáng lo ngại nhất là thành phố Anh Đức, một thành phố cấp quận thuộc thẩm quyền của Khuynh Doan, Quảng Đông. Một đoạn video lan truyền trên Internet cho thấy toàn bộ thị trấn Anh Đức của quận chìm trong nước với những tòa nhà 4 tầng ngập tới mái. Tại sao Anh Đức lại phải chịu đau khổ như vậy? Ông Wang Weilu, một chuyên gia bảo tồn nước Trung Quốc sống ở Đức, nói với phóng viên của Voice of Hope rằng Thiều Quan và Anh Đức nằm bên sông Bắc Giang, một trong ba con sông quan trọng nhất ở đồng bằng Châu Thổ Châu Giang, có hai hồ chứa lớn ở thượng nguồn Thiều Quan và nhiều hồ chứa nhỏ ở các nhánh sông. Có một hồ chứa Phi Lai Hạ ở hạ lưu thành phố Anh Đức ở hạ lưu Thiều Quan được gọi là dự án Tam Hiệp trên sông Bắc Giang, có thể nâng khả năng kiểm soát lũ của thủ phủ tỉnh Quảng Châu từ khả năng phòng lũ 100 năm lên 300 năm. Hồ chứa nước Phi Lai Hạ nằm ở ngã ba của thành phố Thanh Viễn và thành phố Anh Đức. Khi lũ đến, hồ chứa Lạc Hàng Hạ và hồ chứa Nam Thủy ở thượng nguồn Thiều Quan bắt đầu xả lũ. Mưa lớn và xả lũ khiến mực nước ở trung lưu sông Bắc Giang dâng cao. Mực nước lũ ở thành phố Anh Đức đạt độ cao 36,1 m, cao hơn mực nước cảnh báo của Anh Đức 10 m, mức cảnh báo là 26 m. Anh Đức bị ngập cao đến 3 hoặc 4 tầng. Wang Weilu nói, người dân Anh Đức hy vọng rằng hồ chứa Phi Lai Hạ sẽ nhanh chóng xả lũ. Bộ chỉ huy phòng thủ 3 tỉnh Quảng Đông nói với người dân Anh Đức rằng không thể xả từ hồ chứa Phi Lai Hạ vì nếu xả lũ, nó sẽ xuôi đến Quảng Châu. Ông cảnh báo hậu quả là không thể tưởng tượng được. Tôi hy vọng người dân Anh Đức có thể hiểu. Mực nước dâng cao là một quá trình tự nhiên do sự phát triển quá mức của bảo tồn nước trên sông Bắc Giang. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào con đập của hồ chứa. Nếu con đập xả nước, nó sẽ tạo thành lũ lụt. Lũ lụt vừa mới đến trung lưu, hẻm núi Phi Lai ở hạ lưu đã bị kẹt lại gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Vậy thì tại sao dự án bảo tồn nước Lạc Hằng Hạ và hồ chứa Nam Thủy ở thượng nguồn Thiều Quan phải xả lũ khẩn cấp trong mùa lũ? Wang Weilu cho biết bản thân hồ chứa có vấn đề về an toàn. Vì vậy, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đến vào mùa lũ hàng năm, nhiệm vụ đầu tiên mà nó giao cho tất cả 100.000 hồ chứa bên dưới là đảm bảo rằng hồ chứa mà bạn đang sử dụng có thể trải qua năm nay một cách an toàn. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của họ. Họ phải bảo vệ tính mạng của chính mình. Đó là nhiệm vụ đầu tiên của họ. Còn về tưới tiêu và những thứ khác, đó là nhiệm vụ thứ hai. Trong số 100.000 hồ chứa ở Trung Quốc, 80% đều không an toàn. Và chất lượng của dự án là vấn đề.
người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai đã nhiều lần đặt câu hỏi tại sao chính quyền không thông báo trước cho họ về việc di chuyển tài sản và để họ di chuyển an toàn trước lũ. Wang Weilu cho rằng có hai lý do dẫn đến việc không thông báo xả lũ trước. Một là quản lý hồ chứa của Trung Quốc là một hệ thống hợp đồng. Lương cơ bản của nhân viên hồ chứa đến từ ngân sách nhà nước, trong khi tiền lương và tiền thưởng theo hiệu suất phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động của hồ chứa, chẳng hạn như phát điện, bán nước và nuôi cá. Người vận hành luôn muốn giữ nước và không muốn xả nước, và khi mưa lớn, có nguy cơ vỡ đập, họ phải xả nước khẩn cấp. Như hồi tháng 2 năm nay, Quảng Châu, Thâm Quyến, Hồng Kông đều thiếu nước, nước rất căng, nước ở trong hồ chứa rất có giá trị. Ngoài ra, ông nói, nếu tôi nói đã thông báo lũ sẽ qua cửa nhà dân, lũ tràn vào nhà dân thì người dân đòi ai bồi thường? Nếu là thiên tai, người sẽ đòi ai bồi thường, sẽ không có ai bồi thường, sẽ luôn miêu tả là thiên tai. Vĩnh viễn cũng không tìm được người chịu trách nhiệm về thiên tai, sẽ không có bồi thường. Wang Weilu cho rằng công suất của dự án Tam Hiệp trên sông Bắc Giang của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại hồ chứa Phi Lai Hạ chỉ bằng 5% lưu lượng nước của sông Bắc Giang trong một năm. Nó không có nghĩa là một hồ chứa có thể ngăn chặn lũ lụt. Theo thống kê chính thức, khoảng 400.000 người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở thành phố Anh Đức và hơn 30.000 người đã được di chuyển. Thiệt hại kinh tế trực tiếp đối với nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản ở Anh Đức do lũ lụt lên tới 382 triệu nhân dân tệ. Trong số đó, 196.600 ha mùa màng bị ảnh hưởng, bao gồm 71.084,8 ha lúa, gây thiệt hại kinh tế 236 triệu nhân dân tệ. 8 giờ sáng ngày thứ Sáu đến 15 giờ ngày Chủ nhật vừa qua, thành phố Ba Chung có mưa lớn xảy ra ở một số khu vực. Trước tình hình thiên tai, thành ủy, chính quyền thành phố hết sức coi trọng, yêu cầu công tác phòng chống lũ lụt và cứu hộ phải được ưu tiên hàng đầu hiện nay, đồng thời nỗ lực làm tốt công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Biên độ mưa rộng, lượng mưa lớn, thời gian kéo dài. Trong số 90 trạm đo lượng mưa trong thành phố, 52 trạm có lượng mưa vượt quá 200mm và 22 trạm có lượng mưa vượt quá 300mm, bao gồm 459,5mm ở Hà Bình thuộc huyện Nam Giang, 426mm ở làng Hoài Thủy và 416,5mm ở Kim Bút. Mực nước của Vương Gia Trị ở huyện Bình Xương là 306,5mm, cao hơn mực nước cảnh báo 7,73m, cao hơn mực nước đảm bảo 2,3m và tốc độ dòng chảy là 30.000m³/giây. Tính đến 15 giờ ngày Chủ nhật, mưa lớn đã khiến 1,320 triệu người tại 3 quận và 1 quận của thành phố bị ảnh hưởng với mức độ khác nhau. 250.000 người phải di rời khẩn cấp, 9 người chết và 156 người bị thương do thiên tai. 3 tuyến đường trục quốc gia và tỉnh lộ ở 16 địa điểm đoạn Ba Chung, Nam Giang của tỉnh lộ 101, đoạn Bá Chung, Bình Xương của tỉnh lộ 202 và đoạn Bạch Nghi của tỉnh lộ 302, tỉnh lộ Bá Đa. Và 32 đường nông thôn ở 82 địa điểm ở cầu Bình Xương, Bạch Nghĩa, Lan Cao và Tương Đàm bị ngập. Tín hiệu di động Bình Xương và Nam Giang bị gián đoạn. Mưa lớn khiến nước tràn vào gây ngập úng ở nhiều thị trấn, một số công trình trọng điểm và nhà nông bị hư hỏng nặng. Sau thiên tai, các nhà lãnh đạo cấp thành phố ở nhà đã đến các quận huyện để tổ chức công tác cứu hộ và cứu trợ. Các cấp ủy chính quyền, ban ngành thành phố, quận, huyện đã kịp thời sâu sát tuyến đầu chống lũ, cứu nạn. Mực nước của Vương Gia Trị ở huyện Bình Xương là 306,5m, cao hơn 7,73m so với mực nước cảnh báo và tốc độ dòng chảy đạt 30.000m³/giây. 1.319.900 người bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, 250.000 người được chuyển khẩn cấp, 9 người chết. Theo báo cáo của Phòng Dân Chính một số thành phố, tính đến 17 giờ ngày Chủ nhật, mưa bão lũ bắt đầu từ 2 ngày trước đó đã gây thiên tai tại 7 thành phố và 20 quận huyện ở tỉnh này. Để đối phó với tình hình thiên tai, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Dân Chính đã phát động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai 4 cấp quốc gia vào lúc 17 giờ ngày Chủ nhật và nhóm công tác sẽ khẩn trương đến vùng thiên tai để hướng dẫn công tác cứu trợ thiên tai. Ủy ban giảm nhẹ thiên tai tỉnh và Ban Dân Chính tỉnh đã phát động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai 3 cấp ở tỉnh Tứ Xuyên vào lúc 16 giờ và cử các nhóm công tác đến những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất để kiểm tra tình hình thiên tai và hướng dẫn công tác cứu trợ thiên tai. Lũ lụt không chỉ làm ngập Bình Xương mà còn làm ngập đường cao tốc Đại Châu và Ba Chung của Bình Xương. Con đường từ Bình Xương đến thị trấn, ngoại trừ thị trấn Usan, tất cả các cây cầu đường bộ đều bị ngập. Trước đó, vào chiều ngày thứ Bảy, toàn bộ quan chức chính quyền huyện Bình Xương nhận được thông báo khẩn cấp rằng Bình Xương sẽ phải đối mặt với một đợt mưa lớn mới. Toàn thể cán bộ và công nhân phải ở chế độ chờ bất cứ lúc nào.
vào tối ngày thứ Bảy, mưa lớn đổ xuống khắp Bình Dương. Từ 6 giờ sáng ngày 24 tháng 8, toàn thể cán bộ, công nhân đã ra quân gõ cửa từng nhà để đảm bảo không còn ai bị mắc kẹt trong nhà và hỗ trợ người dân chuyển đồ đạc ra ngoài. Trước khi đỉnh lũ ập đến, toàn bộ nhà dân ở phố cổ quận Lỵ đã được di dời đến nơi an toàn. Vào lúc 2 giờ chiều ngày 24 tháng 8, mực nước của khu vực quận Bình Dương trên sông Bạch Hà là 306m, cao hơn 7,73m so với mực nước cảnh báo. Dữ liệu khí tượng thủy văn cho thấy đây là trận lụt lớn nhất mà Bình Dương gặp phải kể từ năm 1847. Vào lúc 2 giờ chiều ngày 24 tháng 8, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán của huyện Bình Dương rất bận rộn, nước ngập sâu 3m dưới chân, lũ trên sông đang ầm ầm chảy qua. Lúc 15 giờ ngày 24 tháng 8, mực nước sông Ba lên mức 306,2m. Dữ liệu này chỉ là ước tính sơ bộ. Các đồng hồ đo nước đã bị ngập và các trạm thủy văn trên khắp Bình Dương cũng bị ngập. Mực nước và dòng chảy hiện tại chỉ có thể được ước tính, một nhân viên của Văn phòng Quốc phòng huyện Bình Dương cho biết. Thưa quý vị, vào lúc 16 giờ ngày Chủ nhật, Văn phòng Kiểm soát lũ lụt tỉnh Tứ Xuyên được biết trận mưa lớn bắt đầu vào tối ngày thứ Sáu đã gây ra thiên tai nghiêm trọng ở một số khu vực của Tứ Xuyên, trong đó có 2 người chết ở thành phố Bá Trung và 5 người đã mất tích. Quá trình mưa lớn vẫn đang diễn ra, Khúc Giang, Bạch Hà và một số nhánh của chúng đã vượt quá mức nước của cảnh báo và một số người dân đã bị lũ bao vây. Quá trình mưa lớn bắt đầu từ lúc 20 giờ ngày thứ Sáu vẫn đang tiếp diễn ở Tứ Xuyên. Tính đến 8 giờ ngày Chủ nhật, Bá Trung, Quảng Nguyên, Đức Dương, Thành Đô, Đại Châu và các nơi khác đã có mưa lớn. Cục bộ có điểm mưa to đến mưa cực lớn. Theo thống kê, có 150 trạm ở 46 quận có mưa lớn và 67 trạm ở 23 quận có mưa cực lớn. Trong đó, 34 trạm ở Bá Trung, Quảng Nguyên và Nam Trung có lượng mưa tích lũy vượt quá 250mm và lớn nhất là trạm Hà Bình ở huyện Nam Giang với 393,6mm. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa, Húc Giang, Bạch Hà và một số chi lưu của chúng đã vượt mức cảnh báo và mực nước dâng cao. Tính đến thời điểm hiện tại, lượng mưa lớn đã gây ra thảm họa nghiêm trọng ở Bá Trung, Quảng Nguyên, Đức Dương và những nơi khác, trong đó có thị trấn Sơn Hà, huyện Nam Giang, thành phố Bá Trung và thị trấn Lưu Lâm, quận Bá Châu, đều khiến nhà bị sập do mưa và một người thiệt mạng. Vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày Chủ nhật, một vụ lở đất bất ngờ xảy ra tại làng Bảo Phong, thị trấn Quảng Môn, huyện Nam Giang khiến 6 ngôi nhà và chuồng trại bị sập, 5 người mất tích. Theo báo cáo từ Văn phòng Kiểm soát lũ lụt của Bá Trung và Đại Châu, hơn 100 người dân và hơn 200 học sinh ở thị trấn Bạch Nghi, huyện Bình Dương và những nơi khác đã bị lũ lụt mắc kẹt do mưa lớn. Một số người ở thị trấn Giang Linh, huyện Đại Tiên đã bị mắc kẹt bởi lũ lụt. Trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Tứ Xuyên đã ban hành chỉ thị cho quân đoàn cảnh sát vũ trang tỉnh Tứ Xuyên và trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán thành phố Đại Châu và Quảng Nguyên, yêu cầu họ ngay lập tức tổ chức các thuyền xung kích và nhân viên tương ứng đến Bình Dương để tham gia ứng phó khẩn cấp. Giờ đây, lực lượng cảnh sát vũ trang của tỉnh Tứ Xuyên đã huy động hơn 250 người từ Miên Dương, Quảng Nguyên và Đại Châu để nhanh chóng đến khu vực thảm họa bằng thuyền xung kích. Đồng thời, Văn phòng Phòng chống lũ lụt tỉnh và Văn phòng Khẩn cấp tỉnh Tứ Xuyên phối hợp với quân khu Thành Đô điều động máy bay trực thăng tham gia cứu hộ. Thưa quý vị, hai ngày qua lở đất bùng phát ở Cam Nam, Cam Túc và Nhã An, Tứ Xuyên do mưa lớn. Một số dân làng thiệt mạng do sạt lở đất đã bị cuốn trôi, cũng có dân làng bị vùi lấp do nhà sập. Đoạn video được cư dân mạng chia sẻ đã gây sốc. Theo các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vào đêm ngày thứ Tư, một thảm họa lở đất đã xảy ra tại một ngôi làng ở thị trấn Mã Đằng, huyện Hạ Hà, quận tự trị Tây Tạng, Cam Nam, tỉnh Cam Túc. Hai người thiệt mạng, hai người mất tích và 7 người bị thương. Hiện hơn 300 nhân khẩu thuộc 76 hộ dân bị ảnh hưởng đều đã được di dời về nơi tái định cư. Các cảnh quay trực tiếp cho thấy lở đất rất mạnh và nhiều ngôi nhà bị phá hủy và một lượng lớn cát đổ vào làng. Theo báo cáo chính thức của các phương tiện truyền thông vào lúc 16 giờ 30 phút ngày thứ Ba, do ảnh hưởng của lượng mưa lớn, lũ quét và lở đất đã xảy ra tại thị trấn Ngô Long, huyện Bảo Hưng, thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên và một số ngôi nhà bị hư hại. Địa phương đang tổ chức di dời những người bị đe dọa. Theo báo cáo, bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực kỳ xấu, việc kiểm soát giao thông tạm thời đã được thực hiện trên đoạn quốc lộ 351 từ Bảo Hưng, Lương Hà Khẩu đến thị trấn Kiêu Kỳ và Bình Trang Trại và tỉnh lộ 432 từ Bảo Hưng, Lương Hà Khẩu đến thị trấn Long Đồng. Video do cư dân mạng đăng tải cho thấy lở đất và lũ lụt đổ xuống sông, nhiều ngôi nhà ven sông bị hư hại. Kính thưa quý vị, hôm thứ Bảy, nhiều nơi ở Giang Tô hứng chịu những trận mưa lớn hiếm gặp, trong đó Thái Châu và Giang Yển ghi nhận lượng mưa kỷ lục
nhiều con sông bị tràn bờ đê và đổ thẳng vào thị trấn. Hệ thống thoát nước của thành phố đã hoàn toàn thất bại và người dân đang chèo thuyền trên đường phố và câu cá ngay trước cửa nhà họ. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông đại lục, từ 14 giờ ngày thứ Sáu đến 14 giờ ngày thứ Bảy, mưa bão đã xảy ra ở trung tâm Giang Tô với 317mm ở Thái Châu, 283,7mm ở Giang Yển, 266,4mm ở Như Cao, 259,2mm ở Giang Đô và 256,7mm ở Dương Châu, tất cả đều hiếm gặp trong lịch sử quan trắc. Theo các báo cáo, cả Thái Châu và Giang Yển đều đã phá kỷ lục về lượng mưa trong một ngày lớn nhất trong lịch sử. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử quan trắc xảy ra một trận mưa lớn. Dương Châu đứng thứ hai trong lịch sử quan trắc số lượng mưa. Mực nước của tất cả các con sông ở Thái Châu đều tăng vọt. Một số con sông tràn qua đê đổ thẳng vào khu đô thị, làm ngập đường phố. Thành phố Thái Châu ngập chìm trong biển nước. Một cư dân mạng địa phương đã mô tả cảnh tượng này sông Chu Thiện là một con sông lớn chảy qua thành phố Thái Châu và nối với sông Dương Tử, nhưng lần này nó đã bị nhấn chìm hoàn toàn. Theo tính chất liên kết của vật chứa trong vật lý thì không thể, chẳng lẽ sông Dương Tử cũng bị ngập? Các video do cư dân mạng đăng tải cho thấy cư dân địa phương chèo thuyền trên đường phố, cảnh tượng tương tự cũng xuất hiện ở Dương Châu, cả thành phố bị bao phủ bởi biển nước lũ bao la. Cá đang bơi lội tung tăng trên đường chính. Quý vị thân mến, mưa lớn và lũ lụt đang gây thiệt hại nghiêm trọng ở Đông Bắc Trung Quốc và Hàn Quốc, ảnh hưởng đến hàng chục ngàn người. Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, lũ lụt đã gây thiệt hại cho các khu vực biên giới của Triều Tiên. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, nhiều khu vực rộng lớn ở Đông Bắc Trung Quốc đã ngập trong những cơn mưa suốt cuối tuần qua. Theo một báo cáo vừa phát hành của Bộ Dân sự nước này, lũ lụt đã ảnh hưởng đến hơn 650.000 người tại tỉnh Cát Lâm và Hắc Long Giang. Được biết, một đơn vị tuần tra của Trung Quốc đã được triển khai tới các khu vực biên giới vào cuối tuần qua theo yêu cầu của chính phủ Triều Tiên và đã giải cứu được 20 người Triều Tiên bị mắc kẹt ở gần biên giới. Các khu vực dọc theo biên giới của Triều Tiên và Trung Quốc phải liên tục chịu thiệt hại nghiêm trọng do lũ lụt từ các con sông sau những cơn mưa kéo dài. Một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết có hơn 500 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong những thảm họa kiểu này vào năm ngoái. Trong khi đó, những trận mưa lớn đổ xuống thủ đô Seoul của Hàn Quốc và khu vực trung tâm bán đảo Triều Tiên vào ngày 24 tháng 8 cũng gây ngập lụt đường xá và nhiều tuyến đường sắt trong khu vực. Một số đoạn đường bị ngập nước, buộc phải đóng cửa lưu thông do lo ngại về tính an toàn. Các hoạt động đường sắt tạm thời bị đình chỉ trên một số tuyến đường sắt nối liền Seoul với Incheon. Theo Cục Điện lực Hàn Quốc, những đợt mưa lớn kèm theo sấm sét dẫn đến tình trạng mất điện ở hàng chục khu vực trên cả nước.